Vậy là chúng ta đã được học cách hỏi về thời tiết, đó là what's the weather like, cùng với đó là cách trả lời và câu mệnh lệnh put on, don't put on rồi đúng không nè. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các em về cách sử dụng những dấu câu ha. Và đó là gì thì hãy cùng với cô vào bài ngày hôm nay để tìm hiểu nha. When we write a sentence, we begin with a capital letter and end with a full stop. Khi mà chúng ta viết một câu ha, thì các em nhớ là viết hoa chữ cái đầu và cuối câu thì mình phải có một dấu chấm kết câu nha. Cô có ví dụ, my name's Jamie, tên của tôi là Jamie, thì đầu câu mình phải viết hoa và cuối câu thì mình nhớ là có một dấu chấm nha. I'm in class 2, tương tự vậy thì tôi ở lớp 2, đầu câu thì viết hoa và cuối câu thì nhớ có một dấu chấm kết câu nè. Tiếp theo thì cô có gì đây? We use an apostrophe for short forms and to show possessions. Khi mà các em sử dụng dấu móc lẫn, các em sẽ sử dụng dấu móc lẫn cho dạng viết tắt và để thể hiện sự sở hữu ha. Cô có ví dụ, my sister name is Alison. Các em nhìn ha, em gái của tôi tên là Alison. Thì sister của cô đang được viết ở dạng sở hữu nè, thì phải có dấu phẩy này ở trên để thể hiện sự sở hữu ở chữ sister này ha. Tiếp theo thì cô có, we use a comma in a sentence to show where to stop for a short time. When there is a list of words, for example. Rồi, cái này là gì đây? Khi mà các em sử dụng dấu phẩy trong một câu á, thì tức là thể hiện cái sự nghĩ. Khi mà các em liệt kê một danh sách ha. Ở bên đây thì cô đang liệt kê ba bạn, đó là bạn Dave, bạn Entry và bạn Emma nè, các em thấy không? Thì giữa bạn Dave và bạn Entry, cô sẽ có một dấu phẩy để nghĩ ha. Vậy thì cô đọc, my friends are deaf. Thì cô sẽ nghĩ một chút, rồi cô lại đọc tiếp, Entry and Emma. We use a question mark at the end of questions. Chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi ha. Cô có ví dụ, what do you like? Bạn thích cái gì? Vậy đây là một câu hỏi đúng không nè? Vậy thì các em nhớ thêm dấu chấm hỏi vào sau câu hỏi cho cô nha. Cuối cùng thì cô có, we sometimes use an exclamation mark at the end of a sentence with an imperative. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ sử dụng dấu chấm than ở cuối câu với câu mệnh lệnh ha. Cô có ví dụ, write to me, hãy viết thư cho tôi, thì cô sẽ có dấu chấm than ở cuối câu nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 5 nha. Circle the punctuation. Các em hãy khoanh tròn những dấu câu ha. Ở bài tập này thì cô có một đoạn văn nè. Các em hãy tìm những dấu câu rồi khoanh tròn ha. Cô có ví dụ, dear Laura, my name's Beth. Gửi Laura, tên của tôi là Beth. À, thì các em nhìn câu đầu tiên của cô ha. Cô có một dấu câu đó chính là dấu móc lửng đúng không nè. Vậy thì cô sẽ khoanh tròn vào. Tương tự như vậy thì các em hãy tìm những dấu còn lại rồi khoanh tròn vào cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nha. Em hãy tìm những dấu câu còn lại ở trong bài này rồi khoanh tròn lại cho cô nha. Đây là một lá thư. Các em đã khoanh xong chưa? Bây giờ cùng với cô xem đáp án ha. Các em có khoanh giống như cô không nè? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của Unit 10 ngày hôm nay nha. Đó là bài tập số 6, Is the punctuation, thêm những dấu câu. Ở bài đọc này của cô thì đã mất một số dấu câu rồi nè. Các em hãy tìm rồi thêm dấu câu vào bài đọc này cho cô nha. Cô có ví dụ, this is my house. Đây là nhà của tôi. Vậy thì đầu câu cô phải viết hoa đúng không nè? Và hết câu thì cô phải có một dấu chấm. Tương tự như vậy thì các em hãy thêm những dấu câu bị mất còn lại vào chỗ trống cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em hãy tìm những dấu câu còn lại rồi thêm vào bài đọc này cho cô nha. Đây là bài tập cuối cùng của Unit 10 ngày hôm nay rồi nè. Cố lên nha. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập số 6 nha. Tiếp theo thì cô có, my bedroom is upstairs. Phòng ngủ của tôi thì ở trên lầu. Kết câu
thì mình phải có dấu chấm đúng không nè? My brother's bedroom is upstairs. Phòng ngủ của anh trai tôi thì ở trên lầu. À, mình đang nói về phòng ngủ của anh trai đúng không nè? Vậy thì mình phải có dấu móc lửng ở chỗ brother này ha. The kitchen, living room and dining room are downstairs. Ở đây cô đang liệt kê 3 phòng, đó là nhà bếp, phòng khách và phòng ăn. Nên giữa kitchen và living room thì cô phải có một dấu phẩy ha. Và cuối câu thì mình có dấu chấm. Tiếp theo cô có there's a big garden next to the house. Có một cái vườn lớn ở kế bên nhà. Rồi, ở đây thì cô có there's. There's của cô là viết tắt của chữ there is. Nên cô sẽ có một dấu móc lửng ở đây ha. Và cuối câu thì mình dấu chấm ha. Tiếp theo cô có câu have you got a garden? Bạn có một cái vườn không? Đây là một câu hỏi thì mình phải có dấu chấm hỏi nè. Cuối cùng, draw your house and write about it. Hãy vẽ ngôi nhà của bạn và viết về nó. Đây là câu mệnh lệnh nên mình phải có dấu chấm than ha. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong Unit 10 rồi nè. Hôm nay thì các em đã được học về câu hỏi về thời tiết, đó là what's the weather like? Cùng với đó là cách trả lời và câu mệnh lệnh put on, don't put on đúng không nè. Và cách sử dụng những dấu cầu, các em đã học rất là tốt nha. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay của cô nè. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì đừng ngần ngại liên hệ với cô qua những thông tin ở trên màn hình này nha. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo nè. Goodbye.